Đây là cây mỹ nữ. Cây mỹ nữ này tại sao lại gọi là cây mỹ nữ? Tại vì các bạn thấy là chỗ này nó eo vào này, giống như một người phụ nữ, giống như eo của người phụ nữ, và giống như một người con gái đẹp thì gọi là mỹ nữ, tức là người đẹp. Đấy. Rồi. Cái này nó có hai phần này, phần này là phần trà này, phần này là phần nhựa hoặc bằng gỗ, có tác dụng làm nóng. Phần này là phần đinh, có tác dụng làm mát. Kích thước độ dài của cái cây mỹ nữ này nó là 16 cm, nặng 120 g. Chất liệu là nhựa cao cấp hoặc là gỗ, đầu đinh inox và đầu đinh trà nhựa này. Công dụng của nó là trà sát trên vùng lưng, bụng, đùi, cánh tay với hai đầu âm dương, dùng để làm đẹp này, tan mỡ và điều hòa khí huyết. Ví dụ mình bị đau chẳng hạn, mình giảm đau dạ dày chẳng hạn, thì các bạn sẽ trà trên cái vùng dạ dày này. Trà trên vùng dạ dày để giảm đau này. Đau ở chỗ nào trà chỗ đấy. Mình có thể dùng cái cây mỹ nữ này trà khắp toàn thân. Đau chỗ nào, nhức chỗ nào trà ở đó. Hoặc là gì này? Hoặc là gì chúng ta sẽ dùng để giảm béo. Trà khắp khắp vùng này để giảm béo này. Đấy. Trà lên xuống như này. Đấy, hoặc là có thể trà uống xung quanh này. Thì cái này chúng ta có thể để cho nhà tắm ấy. Lúc chúng ta tắm thì chúng ta trà vào. Đấy. Hoặc là gì tắc tĩnh mạch chi, ví dụ tắc tĩnh mạch chi thì các bạn hãy dùng chải nó về phía 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 tim như này để giúp cho máu huyết lưu thông về tim tốt hơn, chuyên trị tắc tĩnh mạch chân, tắc tĩnh mạch tay, giãn tĩnh mạch chân tay, và ngoài ra chúng ta có thể dùng để chải đầu nữa, giúp cho khí huyết lưu thông trên đầu được tốt hơn và chống stress căng thẳng mệt mỏi, làm giảm đau đầu, làm mọc tóc và chống sự bạc tóc.